Và xin chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với một kho của bên Nam Huy Audio để đóng những cái đơn suốt tiếp theo của bên em. Hiện tại thì ở đây thì em có những cái đơn như là B3 Boss 717 và B3 2020. Ở đây thì em đang ở đây em đang con Boss đây đúng không? Con Boss đây là một con Boss Sần cho bác khách hàng, đó là bác Huỳnh Chánh Tín ở Phú Yên. Đấy, đã cọc trước bên em rồi. Và hôm nay thì em sẽ làm tập trung quay cho các bác một con bốt, bên em là bốt cao cấp nguồn xuyến. Đấy, cho bác cho bác Trần Xuân Văn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng cọc trước bên em rồi. Con này là hàng cao cấp hơn, con này là hàng cao cấp và hộp hai lớp hộp